Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Năm, 7 tháng Giêng 2021. Bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay xin được phát hình đoạn cuối của phần 1 và đoạn 1 của phần 2 phim tài liệu Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam qua cái nhìn của một nhà ngoại giao từ năm 1965 đến năm 1975. Sau đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi đoạn 7, cũng là đoạn cuối của phần 1 phim tài liệu qua đề tài Nguồn gốc sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1965 với cựu đại sứ Bùi Diễm. Ông nói đó là năm 1964 thì có nghĩa là những cái sự hiện diện của quân nhân Mỹ là có trước ở phi trường Đà Nẵng ngày 8 tháng 3 năm 1965. Đúng rồi, đúng nhưng mà là có dưới cái hình thức của những người mà tham gia vào cái phi vụ Rolling Thunder mà thôi. Ông có biết có bao nhiêu người không ạ? Không, tôi không biết rõ, nhưng mà chắc chắn là không phải là những cái đơn vị mà người ta gọi là đơn vị chiến đấu. Chỉ là những cái đơn vị để mà phục vụ những cái phi vụ đi ra miền Bắc mà thôi. Thế rồi đến lúc mà khi mà ông Quát cũng có được biết rằng thì là có cái nhu cầu phải bảo vệ cái phi trường Đà Nẵng ấy, cái thời gian chóng quá, chỉ chưa đầy có ít hôm thôi, bởi vì cái chính phủ Phan Huy Quát mới được thành lập, nếu mà tôi không nhầm, vào cái ngày 15 tháng 2 năm 1965. Từ 15 tháng 2 cho đến mùng 8 tháng 3 ấy, chỉ có 3 tuần lễ thôi. Thành thử ra nếu người Mỹ thực sự có nói với ông Quát có cái nhu cầu gọi là bảo vệ cái phòng thủ cái trường bay Đà Nẵng ấy, thì cái thời gian giữa cái chính phủ Phan Huy Quát được thành lập tới cái ngày mùng 8 tháng 3 ấy chỉ có 3 tuần thôi. Mà rồi tới lúc mà nghĩa là ba cái tiểu đoàn thủy quân lục chiến đổ bộ vào Đà Nẵng ấy, thì nếu mà tôi không lầm, mà tôi theo dõi những cái tài liệu của chính những người Mỹ, của Ngũ Giác Đài và của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì chính ông đại sứ Maxwell Taylor cũng biết là có thể có cái sự mà can thiệp mạnh mẽ hơn về phương diện quân sự vào cái việc bảo vệ cái phi trường Đà Nẵng. Nhưng mà cũng hơi ngỡ ngàng ngay ngày mùng 3 tháng 1965 khi thấy ba cái tiểu đoàn của thủy quân lục chiến Mỹ dồn dập, mà nghĩa là đổ bộ vào buổi sáng ngay hôm mùng 8 1965. Thì vào cái buổi sáng hôm đó, như tôi có viết trong cuốn sách của tôi ấy, buổi sáng sớm thì ông Quát đã gọi dây nói cho tôi. Với tư cách là một người cộng sự viên gần nhất của ông, là tôi là bộ trưởng tại Phủ Thủ tướng. Ông bảo tôi, anh phải đến tôi sớm đi. Tôi cần anh sáng sớm hôm nay, có việc cần. Thì tôi vội vàng tôi đến nhà ông Quát. Thì tại đó tôi đã thấy cái sự có mặt của người cố vấn của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, tức là ông Manful. Thế thì tôi vừa đến tôi đã thấy cái sự có mặt của ông Manful ở nhà ông Phan Huy Quát rồi. Thì ông Quát bảo tôi, thôi anh ở đây rồi thì là anh phải sửa soạn, anh thảo một cái bản thông cáo để loan báo cái việc ba cái tiểu đoàn thủy quân lục chiến đổ bộ vào Đà Nẵng. Tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi bảo có cái chuyện gì mà bất thần đến thế, nguy hiểm đến thế mà quân đội Mỹ phải đổ bộ vào Việt Nam. Tôi hỏi ông Quát như thế. Thì ông Quát bảo tôi sẽ nói chuyện với anh về sau. Nhưng bây giờ anh cứ ra, anh ngồi với ông Manful đi. Anh cùng với ông ấy thảo luận cái việc làm sao có được một bản thông cáo về cái việc đổ bộ của ba cái tiểu đoàn thủy quân lục chiến. Thế rồi tôi ngồi, tôi hỏi ông Manful, tôi hỏi rằng thì là đấy, cái sự kiện nó như thế nào, ông cho tôi biết.
để mà tôi cùng với ông Thảo ra một cái bản thông cáo loan báo cái việc mà đổ bộ của thủy quân lục chiến. Loan báo là loan báo cho quần chúng nhân cho dân ở dân miền chúng Nam biết. Việt Nam. Ừ, dạ. Cho miền Nam biết. Thì là hôm nay ngày đó, giờ đó có những cái tiểu đoàn của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Việt Nam để mà giúp đỡ Việt Nam bảo vệ phòng thủ cái phía trường Đà Nẵng. Thì tôi ngồi với ông Man Phun, tôi làm xong cái bản thông cáo đó, rồi thì là ông Man Phun ra về, thì tôi lại quay lại, tôi hỏi ông Quát. Bây giờ ông nói cho tôi rõ tại làm sao mà có cái việc này. Thì ông ấy có nói cho tôi rằng mấy hôm trước, ông Mark Santelor có nói cho ông ấy một cách chung chung, không nói rõ ngày, không nói rõ bao nhiêu, nhưng bảo có thể có cái sự có mặt của một số quân đội Mỹ để mà bảo vệ cái trường bay ở Đà Nẵng. Thì đấy tức là cái sự ngạc nhiên của cá nhân tôi, cũng như có lẽ một cái ngạc nhiên của ông Phan Huy Quát nữa, khi mà có cái việc ba cái tiểu đoàn thủy quân lục chiến đó đổ bộ vào Việt Nam. Thì đấy tất cả là cái gọi là những cái sự kiện facts mà để tả rõ cái bước đầu của sự can thiệp trực tiếp của người Mỹ bằng những đơn vị chiến đấu ở Đà Nẵng lúc bây giờ là đầu năm 1965. Tôi cũng phải nói thêm là thế này, về sau này ấy, tôi có tra cứu về những cái tài liệu của người Mỹ, mà cái tài liệu của người Mỹ cũng dần dần ra được, có thể nói được giải mật. Thì tôi thấy rằng thì là chính ông Mark Santelor, ông ấy cũng rất là không đồng ý về cái chuyện đổ bộ, mà nghĩa là nhiều như thế. Bởi vì ông ấy bảo ừ thì đổ bộ quân một số cũng được, nhưng mà tại sao lại mang cả những cái gọi là dụng cụ nặng, những chiến xa, chiến xếp các thứ như thế này là như thế nào. Thì trong một cái bản mà gọi là điện của ông ấy gửi về chính phủ ở Hoa Thịnh Đốn, ông ấy tỏ cái ý là ông ấy không vui lòng lắm về cái sự có mặt của đông đủ những cái gọi là cái thủy quân lục chiến ở miền Nam. Và đến lúc về sau nữa thì trong một cuốn sách của ông Alexis Johnson, cũng là một người đại sứ, là phó đại sứ cho ông Mark Santelor này, ông ấy này nói rõ lắm. Ông bảo tôi và ông tướng Taylor là những cái người chủ trương, nghĩa là không muốn có sự có mặt đông đủ của người Mỹ trong cái trận chiến tranh Việt Nam. Thì người ta mới thấy rằng ngay ở trong cái chính phủ của nước Mỹ cũng có những cái nhóm này chủ trương thế này và những cái nhóm khác chủ trương thế khác. Mà tùy từng lúc, khi mà cái nhóm nào có ảnh hưởng nhiều hơn cả ở bên cạnh ông Tổng thống, thì lúc bây giờ là cái gọi là trên mặt thực tế, cái chính sách đó được thực thi. Nghĩa là cái lúc mà thủy quân lục chiến đổ bộ vào Đà Nẵng, thì có lẽ là cái lúc mà cái phe quân nhân họ có cái ảnh hưởng lớn ở bên cạnh chính phủ của ông Tổng thống Johnson, cho nên áp đảo những cái gọi là những ý kiến của những nơi khác, ví dụ như của Bộ Ngoại giao chẳng hạn. Thì như Bộ Ngoại giao, vì sau tôi được biết, tôi tiếp xúc với nhưng rất là thân thiện với ông Bundy chẳng hạn, thì tôi hiểu ông ấy cũng như là những người khác ấy, cũng rất dè dặt về cái vấn đề tham chiến một cách ồ ạt của người Mỹ vào trong trận chiến Việt Nam. Nhưng mà cái điểm đó là một cái điểm quan trọng để cho chúng ta thấy rõ là trong suốt cái trận chiến tranh Việt Nam, tuy rằng người Mỹ có một cái chính sách lớn là chính sách
ngăn chặn bè bờ đó. Nhưng mà trong cái phạm vi của cái chính sách ngăn chặn bè bờ đó có rất nhiều khuynh hướng, có những khuynh hướng nghĩa là ôn hòa, có những cái khuynh hướng rẻ diều hâu, thì chúng ta mới nhìn thấy rằng thì là tất cả cái cuộc chiến tranh Việt Nam ấy nó được diễn ra, nhưng mà qua những cái thời kỳ hết cái gọi là khuynh hướng này đứng có ảnh hưởng nhiều, rồi qua cái khuynh hướng khác, cũng như đến lúc về sau những cái vấn đề gọi là giải pháp hòa bình chẳng hạn, dưới cái thời của ông Nixon và ông Kissinger chẳng hạn, cũng vẫn là những cái chuyện mâu thuẫn ở trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ. Có những nhóm này đề nghị thế này, cũng có nhóm khác đề nghị thế khác. Nhưng mà cái mà cuối cùng tới ông Tổng thống Mỹ để mà có một quyết định nào đó thì sẽ tùy thuộc vào cái ảnh hưởng nào đó lúc đó mạnh hơn, để mà có thể nói rằng thuyết phục được ông Tổng thống Johnson đi theo con đường nào.